Xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bộ Kajoko trắng Plus 5 sản phẩm mới ra các bạn nhé. Trắng Plus 5 sản phẩm. Shop mình đang phân phối dòng Kajoko đây. Một bộ như thế này thì gồm có 5 sản phẩm. Đây là kem chống nắng, đây là sữa rửa mặt, đây là serum, đây là kem ngày, đây là kem đêm. Một tay mình cầm điện thoại nên là mình không bóc được hộp, nên là mình mở sẵn như thế này nhé. Mình mở sẵn như thế này. Các bạn xem, trước hết các bạn xem kem ngày nhé. Kem ngày đây. Bộ này thì có tác dụng dưỡng trắng da, trị nám, tàn nhang rất hiệu quả các bạn nhé. Đây, kem ngày này, sánh nhé. Sánh, mịn. Mùi kem ngày của bộ ca trắng này thì nó thơm, thơm hắc. Hắc hơn cái mấy bộ trước nhé. Hắc hơn bộ ca vàng với lại bộ ca xanh năm trước. Hắc hơn. Thơm hắc. Chất kem rất là đẹp. Sánh, dẻo, sệt mịn nhá. Chất kem đêm màu vàng nhẹ mỡ gà cũng rất là mịn. Các bạn nhìn chất kem Meli luôn á. Các bạn nhận hàng là được kiểm hàng trước khi nhận nhé. Chất kem đêm màu mỡ gà mịn rất là thơm. Đây là chai serum. Chai serum này có tác dụng là xe khít lỗ chân lông đều màu da. Xe khít lỗ chân lông đều màu da cho các bạn nhé. Dưỡng trắng da, trị nám, xe khít lỗ chân lông. Mỗi một lọ được đặt trong cái khay này rất là chặt nên một tay mình không lấy được. Mình mở sẵn nó như thế này, một tay mình cầm máy điện thoại được. Đây là sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt này các bạn thấy đẹp chưa? Tuyệt vời luôn. Cái sữa rửa mặt này rửa đảm bảo rất là thích. Sạch da, mịn da, mềm da, không làm khô da của các bạn đâu nhé. Cực kỳ an toàn. Riêng cái kem chống nắng này ở dạng BB dạng lỏng. Cái BB dạng lỏng này rất là phù hợp với những bạn mà có làn da nhờn. Các bạn có làn da nhờn là các bạn thoa kem chống nắng này nó không bị bết dính, không bị tắc lỗ chân lông nha. Toàn bộ 5 sản phẩm đây. Đây là cái vỏ hộp. Các bạn có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ số Zalo 0359 447 339 nhé. Shop mình ship hàng tận nhà. Ship hàng tận nhà cho các bạn. Các bạn được kiểm hàng trước khi nhận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.